những tấm gương can trường của những người dám nói lên sự thật, tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Họ là những thiên thần trong bóng tối, đang đem ánh sáng vào nơi tối tăm, mang tình yêu xóa tan hận thù. Và thưa quý vị, là họ đang nêu cao truyền thống giữ nước, dựng nước của các đời trước. Trên 14 tháng 11 vừa qua, lên đến trại tạm giam số 159, phường đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, để mà tỉnh Long An, để mà gửi cho con gái ít tiền với hai bộ quần áo. Mà do đường xa với lại mưa to, nước ngập nhiều nên thành đi đến nơi nó cũng quá muộn, 4 giờ chiều. Thì chỗ khu vực mà gửi thăm gặp để gửi quà thì người ta đã dọn. Và cũng vội vàng dậy vào bên trong thì cũng gặp được cán bộ trại giam và gửi cho cháu được hai bộ quần áo với 1 triệu đồng tiền mặt. Cái lần này đi gửi quà cho cháu lần này cũng may là được nhận lại cái phiếu gửi quà đó. Hôm trước thì mình xin người ta không có cho, cũng không cho mình gửi một chữ gì cho con, cũng không cho. Nhưng mà hôm nay thì cho cái phiếu gửi quà, thì trên cái phiếu gửi quà thì cháu Uyên có ghi nhắn cho mẹ mấy chữ là: mẹ ơi, con nhận được rồi, mẹ đừng lo cho con, giữ gìn sức khỏe, chờ gặp mặt, đừng thăm con nữa. Nhưng mà cháu không nói cho tôi biết là tình hình sức khỏe cháu là như thế nào. Cho nên cho dù nhận được cái tờ giấy, cái mẫu tin nhắn của cháu thì thật sự là rất là vui mừng, nhưng mà cũng rất là suy nghĩ. Cả hai lần đi thăm Phương Uyên thì bà Nhung là đều chưa gặp được Phương Uyên đúng không ạ? Dạ chưa, có đem đơn lên trên an ninh để mà xin gặp, nhưng mà ở trên đó người ta không chấp nhận. Thế họ có giải thích vì sao lại không được gặp không ạ? Dạ họ chỉ nói rằng là trong quá trình điều tra thì không được gặp, chứ cũng không có giải thích gì nhiều hơn. Khi mà đi thăm nuôi trước đó ạ, thì là họ cũng không cho gửi quà tới Phương Uyên đúng không ạ? Dạ đúng rồi, trước hai lần trước thì họ không cho mình gửi cái gì cho cháu hết, tất cả chỉ có 3 chữ mẹ yêu con, người ta cũng không cho gửi đâu. Là một người mẹ thì muốn gửi cho con mình tình mẫu tử, gửi cho con mình cái tình yêu, để cho một đứa trẻ nó còn quá trẻ nó có được cái tình yêu của người mẹ, nhưng mà thực chất người ta cũng không có chấp nhận. Thế ba có biết vì sao mà Phương Nguyên lại nhắn là đừng đến thăm con nữa không? Dạ thật sự thì với cái câu cuối cùng mà cháu để là mẹ đừng thăm con nữa thì rất là suy nghĩ, không tin mấy vào cái câu này. Câu cháu nói là mẹ đừng lo cho con và mẹ giữ gìn sức khỏe để chờ thăm gặp thì đó là đúng là lời cháu nói, nhưng mà cuối cùng nói là mẹ đừng thăm con nữa thì thật sự là rất là suy nghĩ. Còn không lẽ nào mà con mình nó mạnh mẽ đến mức độ mà nó không muốn mẹ đi thăm, bởi vì nếu con mẹ không đi thăm thì nó sẽ bị đói, ăn bằng cái gì, sống bằng cái gì. Vì ở dưới đó có cái ông công an đó, hôm nọ ông nói rằng là phải gửi tiền đi cho nó ăn, chứ cơm tù thì cô đã biết như thế nào rồi đó. Nó ám ảnh tôi đến bây giờ, thì nó thực sự bơi chén cơm lên ăn là nghĩ đến con mình ở trong tù ăn cái gì, nó thực sự rất là đau lòng. Bà đã có gặp công an ở khám đúng không ạ? Thì bà có thể tường thuật tóm tắt lại về cái cuộc gặp đó. Dạ thì cái cuộc gặp đó thì như thế này, nó đúng ra lên đến nơi á là cũng quá chiều, chạy vội vàng vào cái chỗ gửi đồ á, thì hỏi cái cậu, một cậu công an trẻ ngồi đó, cậu ấy nói rằng là chị lên trên chỗ phòng tiếp dân đi, vì ở trên đấy sếp chờ chị từ trưa đến giờ. Thì gặp được cái anh công an trong trại giam đó, thì anh ấy cho cái phiếu để mà ghi các thứ cho cháu. Hồi đó thì một lát sau thì có một cái người công an lớn tuổi thì bước vào trong, thì người này mới hỏi là chị có nhớ tôi không, thì lúc đó tôi trả lời là không có nhớ, nói thật sự là không có nhớ. Thì cái người công an này mới nói là tôi tên là Nguyễn Văn Hơn, chứ không phải là Hớn như chị nói ở trên đài. Thế chị mới nhớ ra, thì chú mới hỏi là trả lời của viện kiểm sát tỉnh Long An thì chị có thỏa mãn không. Tôi trả lời là không, không thỏa mãn. Thì chú ấy mới nói rằng là nếu không thỏa mãn thì chị đợi một lát, anh có mấy anh em bên an ninh qua làm việc với chị. Thì tôi ngồi đợi cũng rất là lâu, chắc không tầm nửa tiếng. Thì có mấy người công an qua,
Rồi có người con anh khi già tóc bạc, chắc cũng lớn tuổi, ngoài 50. Và chú ấy nói là chú ấy tin Nhật, hình hình gì Nhật á. Và chú ấy nói là bây giờ tôi chỉ nói cho chị rõ là về cái việc chị khiếu nại á, thi hành không đúng luật gì đó, là không đúng vì chúng tôi đã làm đúng thủ tục pháp lý, không có sai. Và cái điều chị yêu cầu á, là gửi cho chị những cái lệnh bắt, lệnh tạm giam và những cái biên bản này nọ là chúng tôi không có đưa cho chị. Và những cái đó tôi chỉ không đưa cho gia đình, cái biên bản đó, những cái lệnh đó là chúng tôi chỉ đưa cho người, cho bị can, tất nhiên là người bị bắt. Và nói đến đó thì tôi nói là bây giờ chú cho tôi mượn cái viết, tôi viết lại cái nội dung những cái gì chú nói. Chứ bây giờ chú nói xong thì tôi không có nhớ kỹ. Để mà nói chung là chú ấy nói điều mấy khoảng mấy, 126, 130 của cái luật gì đó, nó thật sự nghe thoáng qua không có nhớ hết không. Thì chú ấy nói rằng là không, chị đừng có biết cái gì hết á, tôi chỉ nói cho chị nghe thôi. À, tôi có nói là tôi nghe thì không tường thuật được, vợ nhà không tường thuật được cho bé Yên rõ, ba bé Yên rõ, vì ba bé Yên ở nhà thì ba bé Yên không biết. Thì chú ấy nói là thôi không có biết gì hết, là vì tôi chỉ nói cho chị nghe. Chị viết rồi về nhà rồi chị tung lên báo đài này nọ nữa. Nói rồi chú ấy nói câu đó rồi chú ấy đứng dậy đi ra. Thế bà có biết là sắp tới đây thì tình hình sẽ như thế nào không ạ? Dạ, thực chất thì cũng không hề biết là tình hình sắp tới là như thế nào. Vì ở trên truyền hình hôm nọ thì nói là tạm giam 4 tháng để điều tra. Nhưng mà cũng băn khoăn một điều là vì trên truyền hình là đã đưa ra là chứng cứ, chẳng hạn như là bí viên khai nhận và rồi bí viên đã nhận tội và xin khoan hồng, thì tôi nghĩ đã nhận tội và xin khoan hồng thì có lẽ là phải được xét xử sớm hơn là thời gian tạm giam 4 tháng ở an ninh. Với lại ở chỗ tạm giam thì không nghe ai nói gì thêm hết về cái diễn biến tiếp như thế nào. Và điều mà mong muốn nhất hiện nay của gia đình bố mẹ, như bố mẹ cháu, em với cháu, là mong được gặp mặt cháu. Ca khúc Thiên Thần Trong Bóng Tối của nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của Đoàn Phi, Nguyên Khang, Quốc Khanh, Carden, Thùy Hương, Mai Thanh Sơn và nhạc sĩ Trúc Hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào đời bà mẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang xanh hùng vương phù đồng. Trải qua bao thời đại thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày mưa khói tự do hạnh phúc xa vời. Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công Việt Nam, niềm tin ngày mai tươi sáng.